Giết trăng gặp ác báo. Chuyện xảy ra từ nhiều năm trước. Đây là một câu chuyện có thật trong một vùng nông thôn ở Đông Bắc. Tại một khu làng nhỏ ở vùng Đông Bắc, thôn dân ở đó thường lên núi đốn củi. A Thương, đi thôi, chúng ta lên núi đốn củi đi. Đến ngay, đợi tôi một chút. Cây lấy củi ở gần núi càng ngày càng ít đi. Đúng đó, hai người chúng ta hết cả buổi trưa mới chặt được có chừng này củi. Chiều đó chỉ dùng được trong 3 ngày. Hay là chúng ta đến chỗ khác coi thử đi. Đến chỗ khác coi thử coi có được không. Hai người nông thôn đi sâu vào khu rừng trong núi, đi xa mãi. Dần dần những cây cổ thụ dần dần hiện ra. Cây để lấy củi cũng thấy nhiều hơn trước. Chỗ này không tệ, nhìn mấy cái cây này to cao thật đó. Anh Dương, hay là chúng ta đừng đến chỗ này nữa. Tại sao? Anh không nghe những người già trong làng nói gì sao? Trên ngọn núi này có hai con đại mãng xà cực kỳ to lớn. Hiện giờ chúng ta đã đi sâu vào trong tận núi rồi. Nếu gặp phải hai con mãng xà đó thì phải làm sao đây? Tuy người trong thôn cứ nói trong núi này có hai con mãng xà, nhưng mà cũng chưa có ai thấy cả. Tôi thấy đó chẳng qua chỉ là truyền thuyết mà thôi. Cũng đúng, có lẽ đây chỉ là truyền thuyết. Ngay khi hai thôn dân tiếp tục đi sâu vào trong núi, thì hai con mãng xà hung hãn liền xuất hiện ngay trước mắt của họ. Ủa? Cái đó là cái gì vậy? Có khi là con thú quan nào đắp ở đó thôi. Hả? Là con mãng xà to đó. Hả? Đúng là không phải là truyền thuyết rồi. Đừng có qua đây, không được qua đây. Nếu không, ta sẽ giết chết chúng bay đó. Cứu tôi với! Hai người thôn dân kinh hãi, chạy như bay xuống núi và kể cho những người trong thôn nghe điều kinh hoàng mà họ đã gặp phải. Hai người làm sao vậy? Chúng tôi vừa ở trên núi, nhìn thấy hai con mãng xà rất là to. Lần này, chúng tôi đúng là thoát chết trong gang tấc. Hả? Hai người nhìn thấy hai con mãng xà đó hả? Hai con mãng xà đó là một cặp đó. Nghe nói chúng đã sống hơn 100.000 năm, rất có linh tính, tuyệt đối sẽ không cố ý làm hại các người đâu. Hai con rắn đó đã sống hơn 1.000 năm rồi sao? Như vậy chẳng phải là rất đáng tiếc. Người thôn dân này sau khi nghĩ tới giá trị của con mãng xà bèn nổi sát tâm. Thế là ngay hôm sau liền một mình mang súng lên trên núi. Hai con mãng xà đó liền xuất hiện trước mặt người thôn dân này. Ông ta hưng phấn, nâng súng cao lên bắn chết mãng xà. Tốt quá, hôm nay ta có mang theo súng để bắn. Bọn mày chết chắc. Đi chết đi. Bắn trúng rồi. Ông ta đem con rắn cái bị chết lột da, róc xương lóc thịt, rồi chuẩn bị gánh hai sọt thịt về nhà. Ngay khi người thôn dân đang định đi xuống núi, đột nhiên một chàng trai mặc đồ xanh chặn ông lại. Đứng lại! Cậu là ai? Sao lại cản đường tôi chứ? Sao ông lại lấy súng bắn chết phu nhân của tôi? Hôm nay tôi nhất định sẽ phá hoại gia đình của ông, lấy mạng vợ của ông, phu nhân của ông. Tôi lúc nào mà lấy súng bắn chết phu nhân của ông chứ? Tôi nhất định sẽ lấy mạng vợ của ông. Hiện đời hiện báo, tôi nhất định sẽ lấy mạng vợ của ông. Chàng thanh niên áo xanh nói xong đột nhiên biến mất. Có chuyện gì vậy? Người đâu rồi? Không lẽ mình nhìn nhầm? Mặc kệ, mau về nhà thôi. Nhưng khi người thôn dân vừa mới về đến thôn thì bị hàng xóm gọi lại. Ê trời ơi, anh Dương, anh chạy đi đâu vậy? Anh mau về mà xem đi. Vợ của anh không biết bị gì nữa, tự nhiên phát điên rồi. Hả? Sao lại như vậy? Tôi chạy về xem mới được. Bà xã, anh về rồi. Cuối cùng anh cũng đã về rồi. Anh Dương, anh xem đi, vợ anh không biết là bị cái gì nữa. Anh mau nghĩ cách gì đi. Cô ấy cứ dùng dãy như vậy, mấy người chúng tôi cũng không thể giữ cô ấy được. Bà xã, em sao vậy? Tôi muốn bạn, tôi muốn sống. Tôi còn có rất nhiều con. Tôi thật thảm quá. Cô ấy nói vậy là có ý gì vậy?
Cô ấy lại ăn nói điên khùng nữa rồi. Ông giết chết phu nhân của tôi, tôi sẽ không để cho ông yên đâu. Hả? Không lẽ là con mãng xà đó đến báo quan? Tôi thảm quá, tôi thật thảm. 3 ngày sau, vợ của người thôn dân đó mất đi. Từ câu chuyện này chúng ta thấy nhân quả báo ứng tơ hào không sai. Dù ta có tin hay không tin thì nó vẫn tồn tại. Câu chuyện thật này cảnh tỉnh chúng ta không được tiếp tục tạo sát nghiệp. Tất cả mọi loài đều giống nhau, đều có linh tính. Thế nên chúng ta không được xem thường chúng. Phải chân thật niệm Phật để cứu độ tất cả chúng sanh. Phải có lòng thương thiện bảo vệ, thương yêu tất cả chúng sanh, bảo vệ và thương yêu mọi sinh mệnh. Nam mô A Di Đà Phật.